Xin chia buồn với bốn tuổi này, đại hạn sang xuống trong 15 ngày, đầu tháng 11 âm lịch, nợ nần chồng chất, tiền bạc đội nón ra đi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, mọi sự đều thành công, thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên đâu phải ai mong cầu cũng được như ý muốn, sẽ có những con giáp gặp nhiều may mắn và sẽ có những con giáp không tránh khỏi được đại hạn, tài vận bế tắc, kiếm tiền gian nan, có khả năng sẽ gặp phải những chuyện không như ý. Đặc biệt là trong 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch sắp tới, có 4 con giáp sẽ gặp khó khăn về công danh, sự nghiệp, tài lộc không thăng tiến, cuộc sống ảm đạm, lâm vào bế tắc. Nếu không biết nắm bắt và phòng tránh, có thể dẫn đến họa phá tài. Để biết được cụ thể là những con giáp nào, những đại hạn nào sẽ xảy đến với những con giáp đó, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Tuổi Dậu, tử vi tháng 11 âm lịch tuổi Dậu dự báo rằng 15 ngày đầu tháng là một thời điểm khó khăn với con giáp tuổi Dậu. Điều tốt nhất bản mệnh nên làm đó là hạn chế tối thiểu mức rủi ro có thể xảy ra với mình. Trong công việc, nếu mọi thứ suôn sẻ quá thì bản mệnh sẽ không có cơ hội phát triển. Nhưng khi có chút sóng gió thì ta hãy bất an. Bản mệnh nên bình tĩnh, tỉnh táo, sẵn sàng đối diện với bất cứ rắc rối nào xảy ra. Hơn nữa, nhờ việc thường xuyên phải xử lý những chuyện phức tạp trước đây mà bản mệnh cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề tương tự xuất hiện trong lần này. Nhờ đó mà bản mệnh thể hiện được bản lĩnh. Trong thời gian này, do ảnh hưởng của tương phá nên có thể vì một tác động khách quan nào đó mà mọi việc không đi theo kế hoạch. Trong khi đó, bản mệnh lại quá chủ quan, cố chấp và cho rằng mình không bao giờ sai thì sẽ không có cơ hội cải thiện tình hình. Hãy nhớ rằng chẳng có ai không phạm phải sai lầm. Hãy lắng nghe ý kiến của người khác sẽ giúp bạn mau chóng tiến bộ hơn. Đường tài lộc trong nửa đầu tháng 11 âm lịch cũng khó phát triển do bản mệnh luôn muốn an toàn. Nguyệt lệnh lâm tử còn cho thấy bản mệnh là người thông minh nhưng hay do dự, không quyết đoán. Nên dù cơ hội luôn có nhưng không nắm bắt được, để mọi thứ qua đi một cách nhanh chóng. Vì thế đừng oán trách rằng tại sao người ta nhanh giàu còn bạn thì không. Thời gian này cũng không tốt cho những ai ham mê tiền bạc, đuổi theo danh lợi với mục đích thỏa mãn sự tham lam của mình. Có nguy cơ bạn bị mất trắng, không còn cả danh lẫn tiền. Nhân duyên trong tháng tốt đẹp mang lại nhiều lợi ích cho bản mệnh, đặc biệt với những người hay phải đi xa giao, công tác, bạn cũng có cơ hội gặp được quý nhân vào thời điểm này. Tuy nhiên vấn đề tình cảm có nhiều rắc rối vì bản mệnh thường thiếu quan tâm đến nửa kia của mình mà chỉ tập trung cho sự nghiệp. Nếu bản mệnh nhận ra và tìm cách điều chỉnh thì đôi lứa lại hạnh phúc, nồng ấm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngoài ra, phương diện sức khỏe của con giáp tuổi Dậu cũng không có gì phải quá lo ngại. Thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng tới bản mệnh quá nhiều. Chính vì vậy, trong thời điểm này, tuổi Dậu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc, hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy, linh thiêng của đất trời. Chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. 2. Tuổi Hợi, tử vi 15 ngày đầu tháng 11 có nói rằng nếu người tuổi Hợi phải tự lực trong thời gian này thì khó khăn xuất hiện rất nhiều để cản đường bạn. Đặc biệt không chỉ dừng lại ở đầu tháng mà nửa cuối tháng có thể xuống dốc nghiêm trọng, tài lộc cũng chịu sự ảnh hưởng. Lúc này bản mệnh phải giữ tinh thần lạc quan mới có thể vượt qua.
Về khía cạnh công việc, bản mệnh nên cẩn trọng hơn vì bản mệnh do chủ quan hay ẩu nên mắc phải sai sót trong công việc, sẽ mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, đắc tội với mọi người xung quanh. Bản mệnh cần phải biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình. Trước khi nói hoặc làm gì, cần phải suy nghĩ kỹ càng, không nên đem những bức xúc trong tình cảm, cuộc sống vào công việc. Về phương diện tài lộc, người tuổi Hợi sẽ bị trừ lương vì những sai lầm mắc phải trong công việc, nên cuộc sống không được dư giả như mọi khi, cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Tốt nhất là cần tiết kiệm, tránh tiêu xài cho những món đồ không cần thiết. Nguyên lệnh lâm tuyển mệnh cho thấy thái độ chủ quan đang gây hại cho bản mệnh, khiến công sức đổ sông, đổ bể cho dù trước đó bản mệnh đã nỗ lực rất nhiều. Bạn lại là con giáp không giỏi ăn nói nên bản mệnh cũng dễ đắc tội với mọi người xung quanh. Tuy nhiên trong tháng này, việc kinh doanh, ăn uống lại thuận lợi. Khi đông khách, bản mệnh vẫn nhớ đảm bảo vệ sinh thực phẩm, cố gắng để đồ ăn luôn tươi ngon, thu hút thêm nhiều khách trung thành. Sức khỏe trong khoảng thời điểm này của người tuổi Hợi cũng không được tốt khi bạn lơ là chăm sóc sức khỏe của mình. Ảnh hưởng của thủy khí vượng nên sức khỏe của bản mệnh bị giảm sút rõ rệt. Cộng thêm nhị hắc bay về phương nam khiến đầu óc của người tuổi Hợi trở nên u mê, ngu muội, làm việc thiếu minh mẫn. Để phát triển sự nghiệp và tài lộc, thầy Gia Cát khuyên tuổi Hợi hãy sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi. Phong pháp khí sẽ chiếu cát lành, mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho gia chủ. Đồng thời, khi mang pháp khí theo bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở và giúp đỡ công việc của bản mệnh được hanh thông và phát triển hơn. 3. Tuổi Thìn. Xem tử vi tháng 11 âm lịch có cho thấy thời điểm nửa đầu tháng, người tuổi Thìn cần đặc biệt cẩn thận cả trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Vận trình công danh sự nghiệp vẫn đang lao dốc khi bản mệnh nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt tiêu cực. Công việc của con giáp tuổi Thìn thường xuyên gặp phải cản trở hay gặp phải sự cố chẳng thể nào chống đỡ được. Ví dụ như bị đồng nghiệp đùn đẩy, đổ trách nhiệm, bị khách hàng cố tình gây khó dễ, bị cấp trên chèn ép, chẳng phân biệt phải trái, đúng sai. Trong trường hợp này, con giáp tuổi Thìn cần phải giữ cho mình sự bình tĩnh và sáng suốt để không mắc sai lầm. Người ta đã sai, mình còn sai hơn. Hãy sống khiêm nhường, làm gì cũng lẳng lặng mà làm, kẻo có người ganh tị, làm hại. Bản mệnh cũng đừng quá khắt khe, tính toán quá mức. Người khác làm điều xấu thì cố gắng bỏ qua, nếu không sẽ chỉ gây hại cho chính bản thân mình, tự mình cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Phương diện tài lộc trong khoảng thời gian này cũng khá ổn định, đảm bảo cho bản mệnh có nguồn thu, chi, cân đối. Thế nhưng, có người thấy bản mệnh sẵn sàng chi những khoản tiền lớn, tất cả đã nằm trong kế hoạch của bạn, nên nghĩ rằng bạn nhiều tiền và cố tình hỏi vay, mượn. Tuy nhiên, tỷ kia xuất hiện nhắc nhở bản mệnh không được dễ dàng tin người, kẻo vừa mất tiền lại mất cả tình cảm. Trong hoàn cảnh này, bạn cần ích kỷ một chút sẽ tốt hơn. Trong 15 ngày, tuổi Thìn may mắn nhờ có tam hợp mà đường tình duyên của bản mệnh được cải thiện rõ rệt, hứa hẹn người độc thân sẽ có cuộc hẹn hò lãng mạn. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Tuy nhiên, cửu tử bay về phương Tây dự báo có người tuổi Thìn sẽ có căng thẳng với mối quan hệ với mẹ chồng, em chồng, chị dâu nếu bạn không khéo léo trong ăn nói. Thậm chí có người còn cảm thấy ghen tị khi bạn được chồng yêu thương. Ngoài việc nhìn nhận con mắt tích cực thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn, hóa giải thị phi và xung khắc trong các mối quan hệ. Từ đó cải mệnh, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho gia chủ tuổi Thìn. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân giúp đỡ và tương trợ cho bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc làm ăn và kinh doanh một cách thuận lợi và hanh thông hơn. Tuổi Ngọ. Đối với người tuổi Ngọ không chỉ riêng trong 15 ngày đầu mà suốt tháng 11 âm lịch Canh Tý, bản mệnh sẽ gặp khá nhiều trở ngại. Có thể việc bạn cho rằng mình thông minh, hiểu biết hơn người khác nên không chịu lắng nghe ai đã gây ra một số vấn đề không đáng có. Đế vương nhập mệnh khiến bản mệnh trở nên kiêu ngạo, thích tranh giành, hiếu thắng, từ đó gây ra tác nhân xấu, ví dụ như cấp trên không đánh giá cao năng lực của bạn hoặc đồng nghiệp không muốn làm cùng nhau với bạn.
về khía cạnh tài lộc lúc này không hoàn toàn như ý. Đối với những ai đang đầu tư cổ phiếu, kinh doanh nhà đất, cần phải kịp thời thu lại vốn, nếu không có nguy cơ mất trắng cả vốn lẫn lời. Về khía cạnh tình duyên, không khá khẩm hơn khi có ngũ hành xung khắc, ảnh hưởng không nhỏ tình cảm đôi lứa, tình cảm bạn bè, gia đình cũng đang có thể xảy ra căng thẳng chỉ vì những giây phút lỡ lời của bản mệnh. Về sức khỏe của bản mệnh, thời điểm này khá tệ, cần phải lưu tâm, không thể bỏ qua được các dấu hiệu hiện có. Con giáp tuổi Ngọ thường cảm thấy khó tập trung, có thể bị đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Bạn có thể cho rằng đó là việc nhỏ bạn bị thường xuyên, nhưng có thể bạn đang cố tình lờ đi vì sức khỏe đang xuống dốc. Bản mệnh nên nhanh chóng đi đến cơ sở gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân mình. Xuất hiện sao giải thần trong thời điểm này khuyến khích người tuổi Ngọ giúp cho nhiều người nhất có thể. Hãy thể hiện sự độ lượng, bao dung, hãy giúp đỡ người khác vì đó là cách giúp bạn giải ách, trừ hung, không lo vận hạn nào xảy ra. Rồi những khó khăn của bản mệnh sẽ qua nhanh thôi và để lại cho bạn những ngày nắng ấm hiền hòa, vui vẻ. Ngoài ra, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt, xua tan được những suy nghĩ, hiếu thắng và kiêu ngạo của bản mệnh. Từ đó giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.